quá tuyệt vời. Nhưng khỏi phải bàn, khéo đàn ha. Inox lại càng khỏi phải bàn nữa. Inox thì nó quá đơn giản rồi. Rất tuyệt vời luôn em. Đây là các 50 tên gia chúng ta thực hiện các inox rất là dễ dàng. Gió đá là nó tuyên bố nó xin thua. Cái thằng thấy không? Sự rất rực rỡ lòng em của nó. Cái thằng thấy không? Chắc 10 ly nó ngọt như mía lùi vậy đó. Và đồng thời mình nói luôn cái ưu điểm của máy của Tenja của mình là gì? Có hàng que, có 2T, 4T mà giá hợp lý hơn những cái máy mà đang bán trên thị trường rất nhiều luôn. Mọi người phải cân nhắc về điều đó. Rồi xong rồi đó, mình đã thực hiện xong cái đường hàng que ở hai kiểu. Rồi, em nó sẽ tự dẫn đầu dẫn đít lên hết. Mời mọi người theo dõi, nó rất đẹp. Cái đầu tiên mình đi theo hình chữ C thì nó ra kiểu này, nó lạng qua nó lạng lại. Lần thứ hai mình đi theo kiểu sáng ốc và nó món hàng nó rất là sáng nha các bạn, thấy không? Sáng long lanh chiều nội trú luôn. Xong. Quý khách hàng đang theo dõi, đây là con máy cách 50 tên gia. Giá 4.8 hôm nay trên cái tháng 10 này mình giảm. Giảm đâu biết hàng là 50 đó đó. Còn 4.450.000 nếu không lấy quà tặng rực rỡ lòng em trong buổi trưa này. Đó, đây là mình đã thực hiện xong đường 12 ly. Cắt rất là ngọt ngào mà mấy hàng thấy tốc độ cắt rất nhanh. Không có tốn kinh phí gì nhiều và nó rất an toàn trong quá trình. Bởi vì sao mình khởi động một cái. Nè, quý hàng nhìn đứa bé cắt 12 ly vẫn còn nguyên vẹn, không có hao mòn sức mẻ cái gì cả. Dạ, chào mừng quý hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền vào lúc 12 giờ trưa ngày 6 tháng 8 năm 2024. Trên màn hình của quý hàng hôm nay mình đang mở một cái chương trình khuyến mãi tiếp theo là trong cái tháng 7 cu hồn. Thực sự là mình không có tin gì đó, mình chỉ tin vô chính bản thân mình thôi. Mình làm cái gì đó đúng thì công việc nó sẽ trơn tru trọn vẹn. Tuy nhiên là nhiều quý khách hàng của mình ở Việt Nam đó, 9 người tới 15, 20 ý lận. Cho nên là có nhiều người rất là ngại trong cái tháng 7 cu hồn này. Nhưng mà mình thì không, mình luôn luôn bán những dòng máy chất lượng cao, giá thành là ổn định và cũng như là độ bảo hành sau khuyến mãi, khoe sau bán hàng rất là tuyệt vời. Thì dòng cắt 50 này là một cái huyền thoại rồi, mình bán rất là chạy trong suốt 3-4 năm vừa qua. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó là một cái dòng plasma nhưng mà nó có chức năng hàng que nữa. Nó đính kèm bên trong là nó rất là tuyệt vời, nó có sự kết hợp giữa công nghệ plasma và hàng que để chúng ta mua một máy thôi mà chúng ta có hai thiết bị. Cắt plasma thì nó ứng dụng rất là rộng rãi ở khắp mọi cái công trình. Nào là cắt nhôm, cắt sắt, cắt inox, cắt sắt từ 12 ly đổ lại. Thì dòng máy này trước đây mình đang bán là 4.800.000. Đây là thùng nguyên đai nguyên kiện của nó cái này. Thì trước khi mình vô cái chương trình này thì mình cũng hy vọng rằng là mọi người sẽ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn thẻ chuông để nhận những video mà mình sẽ làm hàng ngày là vào những buổi trưa cũng như những buổi tối trên kênh YouTube Máy Hàng Em Quyền có trụ sở tại 27 đường 36, phường 10 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái thùng nguyên đai nguyên kiện đó mình đã khui ra rồi áo ràng. Thì bên cái máy này mình bán quá nhiều đi cho nên mình sẽ không làm cái đoạn mà review đập thùng nó mất thời gian dữ lắm. Thì nó sẽ bao gồm cái phụ kiện như thế này nè. 4.8 triệu thì nó sẽ có một cái súng plasma BT31 dài 5m miên man như thế này. Đây mình đang để trên mình đã lắp sẵn qua bên dấu trừ luôn rồi, quý hàng thấy không? Mọi người thấy rất kỹ mà mình sẽ để lên bàn này. Đó là phụ kiện của em nó, súng plasma. Đem ra đây thì mọi người lại không thấy rõ. Đây súng plasma dài 5m miên man. Rồi, nó sẽ có thêm 3m kẹp mát mình cũng đang gắn ở bên dấu cộng rồi nè quý hàng thấy không? 3m kẹp mát cáp 16 ly vuông bằng đồng. Bên cạnh đó là có một cái kìm hàng que để mình thực hiện cho chức năng hàng que. Đây chức năng hàng que của nó là nó sẽ bật qua chữ MMA. Thì trong hàng que mình sẽ chỉnh được hot tạc là khởi động nóng để mồi que cho nó dễ và ạt phót. Khi mình chỉnh lên để mình chỉnh ở chế độ hàng leo, hàng trần. Thì trong plasma với cái súng BT31 5m Myanmar này quý hàng có thể cắt được sắt dày tối đa là 12 ly rất là ngọt ngào bằng cách sử dụng một cái máy nén khí từ bên ngoài mình cắt vô, giống như tương tự trên cái màn hình này. Mình đang có cái máy nén khí cũng nhỏ thôi, 2,5 ngựa, bình chứa là 60 lít mình đang cấp vô đâu này. Thì em nó sẽ hoạt động rất là bền bỉ đối với cái chức năng plasma. Thì trong plasma thì chúng ta sẽ chỉnh được là khí ra trước. Đó, là thường mình để 0,2 hoặc 0,3 giây cũng được. Và khí ra sau tùy theo cái dung tích của bình chứa lớn hay nhỏ. Mình có thể chỉnh 5 giây để nó kết thúc đường khí hoặc mình có thể chỉnh 3 giây đối với cái máy nén khí nó nhỏ. Bên cạnh đó sự ưu điểm tuyệt vời của nó là gì? Với thiết kế rất là đẹp, màn hình trắng trẻo, có đồng hồ hiển thị áp sức cắt nằm trên đây rất là rõ ràng, rất là dễ theo dõi. Thấy các bạn không? Bóp cò một cái là áp sức nó sẽ chỉ như chỗ này.
là nó đã đạt rồi. Thì mình áp suất plasma thì nó sẽ cắt từ là 5 kg cho đến 4,5 kg, giống như hiện giờ ở đây là mình đang cắt ở áp suất là 5 kg. Và đồng thời là trong plasma của cái máy 50 tên da này nó có cái khả năng là 2T là bóp gò một cái để cắt, 4T là bóp rồi buông ra, nó sẽ vẫn duy trì cái hồ quang đó. Thì với giá 4,8 triệu bảo hành 2 năm nó quá rực rỡ lòng em rồi. Như vậy thì với cái tháng 8 này cũng như là tháng 7 mà người ta tin gì đó, người ta nói cu hồn nó chậm chạp đó, thì mình cũng nghĩ rằng là mình cũng nên tạo cái chương trình để kích thích sự phát triển của nền kinh tế. Thì mình sẽ tặng tiếp là 2 đôi bao tay chống cắt giống như mình đang đeo trên tay đây nè. Nó lớp cao su rất là chắc, mình cầm nắm nó sẽ rất là chống được những cái độ xước khi mà mình cầm nắm vô kim loại như thế này. Đây là cái lớp chống cắt của nó. Chống cắt đây mình đừng có lấy dao mình rọc nha, là nó đứt. Nhưng mà chống đây có nghĩa là những cái ba vớ như thế này, các bạn nhìn thấy không? Nếu mình cầm tay thường vô là nó sẽ dễ đứt tay. Chống cắt có nghĩa là ý nghĩa của nó là vậy. Những cái chỗ mà sắc nét, sắc bén như thế này mình cầm vô nó sẽ không có bị gì hết. Nhờ cái lớp cao su này thì mình có tặng cho khách hàng 2 đôi bao tay chống cắt như thế này. Giống như mình đang đeo trên đây, một cái ống dẫn khí để mình kết nối từ máy nén khí vô cái đồng hồ điều áp đang gắn ở phía sau như thế này. Đây là ống này nè, mọi người mua về sẽ kết nối thẳng vô cái điều áp nó đang gắn phía sau. Và bên cạnh đó mình có cho khách hàng là 10 bộ bét cắt plasma BT31, 5 cái sứ lớn, 5 cái sứ nhỏ nằm bên trong. 1 2 3 4 5 cái sứ nhỏ, 5 cái sứ lớn, 1 2 3 4 5 cái sứ lớn. Vài cái cổ dê để chúng ta để kết nối cái gì đó mình làm. 10 bộ bét BT31 như vậy, mỗi một bộ vậy trị giá là 35.000 một bộ, mình đã tặng theo đây là 350.000. Rồi, thì khuyến mãi thêm cho khách hàng thêm là tặng thêm 10 bộ bét này nữa, là tổng cộng giá 4,8 triệu không thao đổi mà còn được tặng thêm 10 bộ bét trị giá 350.000. Một thêm cái đồng hồ. Ê, xin lỗi, thêm một cái nón Totan hàng cắt. Tức là khi mà mình ập xuống màu đen về nè là mình sẽ hàng, còn mình bật trắng lên. Mình bật trắng lên như thế này thì mình sẽ dùng để cắt plasma. Muốn hàng ập nó xuống rất là tiện lợi. Hôm nay mở thêm một cái chương trình rực rỡ lòng em, tặng cho quý hàng thêm một cái nón hàng điện tử này nữa. Giá không thay đổi 4,8 triệu. Rồi, như vậy khuyến mãi như vậy là mình cảm thấy nó cũng đã tuyệt vời rồi. Còn nếu mọi người cảm thấy là tôi không cần cái nón này thì mọi người, và không cần 10 bộ bét này nữa, thì cứ nhẹ nhàng tình cảm trừ hết ra cho mình 300.000 đi. Thôi trừ ra 350 luôn. Nhớ các bạn, trừ 350 thì cái máy này sẽ còn lại là 4,450,000. Rất rực rỡ lòng em. Rồi bây giờ mình sẽ vô tiến hành test liền. Plasma là gì? Plasma là có sự kết hợp giữa là dòng plasma là có 50A thôi, là dòng thấp, nhưng mà áp ra ngoài làm việc của nó rất là cao. Áp làm việc của nó là nó tương đương với tầm khoảng là 90 cho đến là 103V. Nó gọi là plasma. Kết hợp một cái dòng với cái điện áp DC ngõ ra cao phối hợp với máy nén khí, nó sẽ phóng ra tia plasma. Đó gọi là công nghệ plasma. Chính vì thế cái ưu điểm của plasma là gì? Cắt rất nhanh và nó không phải là có một sự nguy hiểm giống như trong cái ngành mà mình cắt mình sử dụng oxy với lại là ga, hoặc là oxy với acetylene. Thì bây giờ để cắt plasma thì chúng ta cần có những cái bước là những cái thiết bị cơ bản như mình vừa nói, có cái kẹp mát để chúng ta kẹp vô vật liệu hàng, vật liệu cắt. Thì đây trên bàn này mình đang gắn cái miếng sắt này, là mình sẽ cắt một cái miếng dày nhất là 12 ly, nó nằm đây đi. Đây, miếng này là dày nhất là 12 ly và mình sẽ thực hiện cắt cái miếng 12 ly này cho tất cả quý hàng coi liền. Đây là miếng sắt này dày 12 ly rất rực rỡ lòng em. Thì kẹp mát mình cũng sẽ kẹp nhẹ nhàng vô cái miếng sắt này để cho chúng ta thấy mục đích sở thị. Mình sẽ xin phép cắt cái đường dày nhất trước, sau đó mình sẽ cắt dài vật liệu như là nhôm inox và mình sẽ test thêm một cái đường hàng que. Thì để cho mọi người mà chưa có đầu tư, hôm nay còn thân dân lăn tăn, thì nhờ cái chương trình khuyến mãi này chúng ta mạnh dạn đầu tư nó trong cái giai đoạn tháng 8 mà tháng cu hồn luôn ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy súng plasma dài 5 mét miên man của em nó trên màn hình và mình sẽ thực hiện các bước này cho tất cả quý hàng coi. Đây là toàn bộ đồ của nó, mình để nhẹ nhàng trên đó để bảo vệ cái súng cho nó sạch sẽ cho tất cả quý hàng. Và bây giờ tiến hành cắt cái đoạn dài nhất cho mọi người coi cho sự khó nhất của nó. Hiểu không? Đây, đầu tiên mình sẽ bật qua chức năng là 2T và mình sẽ giữ cò để mình cắt. Sau đó mình sẽ xài qua 4T sau. Mời tất cả mọi người theo dõi đường cắt 12 ly. Vô!
Cái là nó với con cách mình về nó cách giả này mình thách thức tất cả các máy trên thị trường đi, giống như là máy nhân dân Việt Nam hoặc là máy gia súc có chữ đề cơm, nó chỉ đang bán một con cách 50, 40 rồi mà nó đang thách thức một người quê mà nó bán giá là 5.300.000 mà các người hay đi cách bệnh hỏi. Đó đó là cái độ cắt dày nhất của em đó, cái hàng thấy rất kỹ đó. Và xỉ của nó rất ít à, sắt mình cắt sắt dơ luôn, gõ nhẹ nè, gõ nhẹ nè à, sạch sẽ lòng em, xong quá tuyệt vời. Để tiếp tục này, mài lướt nhẹ qua một cái thôi, đây là độ cắt 12 ly rất là rực rỡ lòng em của em đó. Không gian gió mập mờ, đây là 12 ly tuyệt vời hết hàng ha. Giá bây giờ nó quá quá hay ho rồi. Xong đẩy một cái miếng 10 ly này nữa cho mọi người coi một cái nữa thôi, mình qua thực hiện chức năng hàng que. Mình sẽ thực hiện qua trạng thái là 4T. Nhấn nhẹ nhàng, mình nhấn vô cái nút này nè, mình sẽ chuyển qua 4T. 4T này chú ý tay mình. Vô. Các bạn thấy không? Chắc 10 ly nó ngọt như mía lùi vậy đó. Và đồng thời mình nói luôn cái ưu điểm của máy của Tenja của mình là gì? Có hàng que, có 2T, 4T mà giá hợp lý hơn những cái máy mà đang bán trên thị trường rất nhiều luôn. Mọi người phải cân nhắc về điều đó. Và vật tư mình cho rất nhiều. Xong, mình thực hiện thêm một cái đường nhôm nữa. 4T. Quá tuyệt vời, nhôm khỏi phải bàn, thấy không đàn ha. Inox lại càng khỏi phải bàn nữa, inox thì nó quá đơn giản rồi, cũng là đang để 4T vô. Rất rực rỡ lần này. Đây là các 50 tên gia chúng ta thực hiện các inox rất là dễ dàng. Gió đá là nó tuyên bố nó xin thua. Các bạn thấy không? Sự rực rỡ lòng em của nó. Mọi người vẫn có thể khoét những cái lỗ inox như thế này rồi mà mình thực hiện khoét lỗ inox trên các 50 tên gia. Chúng ta ngã nghiêng một cái góc mỏ lên như thế này. Đó, ngã nghiêng góc và mình sẽ khoét một cái lỗ ở giữa. Mời mọi người theo dõi nè. Rất là đơn giản. Đó là đây là rất là rực rỡ lòng em đó. Đây là cái việc mà khoét lỗ ở giữa, mọi người nhớ rõ điều đó. Muốn khoét lát ma đừng bóng phóng thẳng xuống, đây là sai hoàn toàn, đây sai nè, sẽ hư bét. Quý hàng không nên phóng thẳng như vậy, rất là dễ hư bét. Rồi bây giờ cách làm đúng của nó nè, rất là tuyệt vời. Đây là cái cách khoét trên inox cũng như trên sắt. Xong, toàn bộ mình đã review xong phần cắt lát ma. Vấn đề cuối cùng của máy cắt 50 Tenja này là sự tuyệt vời của nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiến hành thêm một chức năng thứ hai của em, nó là chúng ta sẽ gắn cái kìm hàng que vô dấu cộng. Còn kẹp mát thì chúng ta phải di chuyển nó qua dấu trừ. Đây là kìm hàng que mình đang cầm trên tay và mình sẽ gắn em nó vô dấu cộng. Trên panel này chúng ta nhẹ nhàng nhấn trên cái tam giác đầu tiên, nhấn xuống chữ MMA
Bây giờ mình sẽ thực hiện đốt một cái đũa 3 ly 2 để mình nối cái miếng sắt mà 10 ly nãy mình mới cắt ra, mình sẽ chỉnh dòng 120A. Mình sẽ sử dụng một cái đũa hàn 3 ly 2 này. Rồi, đây là có cái đũa 3 ly 2 và mình sẽ tiến hành nối cái miếng sắt 10 ly mà mới cắt rớt ra cái đùng lúc nãy. Nghe các bạn ha. Tay trái chọt một phát ăn ngay, không ăn là mình ăn cho hết. Mời tất cả mọi người theo dõi. Vô, ăn ngay. Rất tuyệt vời, bon một điểm, tiếp tục bon một điểm thứ hai. Rất tuyệt vời, xong. Bây giờ mình sẽ thực hiện hàng liền cho mọi người coi. Hàng que thì mình không có đứng cái tư thế nó được, cho nên mình sẽ hàng như thế này. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô. Đó, chọt một phát em nó sẽ ăn ngay. Với cái dòng hàng mình đang chỉnh chỉ có là 120A. Và mọi người sẽ thấy nó đang đốt rất là ngấu nghiến cái đũa 3 ly 2 này. Hàng que thì nó có hai cách. Một là mình đang thực hiện cái cách đưa qua đưa lại này, với hàng thấy không? Hàng theo kiểu chuyển C nè. Nó mình đưa, mình lùa làm sao cho cái thuốc nó đẩy ra khỏi cái chỗ dũng hàng á. Đây là cách thứ nhất. Đây là cái cách hàng que luôn. Những người chưa biết hàng que thì cứ coi kỹ cái cách mình lắc cái hồ quang qua lại nè. Đây là cách thứ nhất nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cách thứ hai. Rồi cách thứ hai là mình sẽ đi hình xoắn ốc. Đây mình đã di chuyển qua cách thứ hai của hàng que lên. Cách đầu tiên là mình vẽ chữ C. Cách thứ hai mình sẽ đi theo cái hình vẽ xoắn ốc nè. Rồi chúng ta sẽ coi luôn cái kết quả của cái mối hàng này. Hai cái kiểu hàng que khác nhau. Rồi xong rồi đó, mình đã thực hiện xong cái đường hàng que ở hai kiểu. Rồi em nó sẽ tự dẫn đầu dẫn đít lên hết. Mời mọi người theo dõi, nó rất đẹp. Cái đầu tiên mình đi theo hình chữ C thì nó ra kiểu này, nó lạn qua nó lạn lại. Lần thứ hai mình đi theo kiểu sáng ốc là nó mối hàng nó rất là sáng nè, với hàng thấy không, sáng long lanh chiều nội trú luôn. Xong bây giờ nó đã trưa rồi và mình xin phép dừng video này cho dòng máy cắt plasma 50 này nha các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại quý hàng trong những video tiếp theo.